thịt rùa ngon. Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này, hiện thế báo, nghĩa là việc làm trong hiện tại, trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. Ở Thượng Hải có vương tiên sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người. Ông chế nước gặp nồi, dùng nắp đầy kín nồi, trung tâm nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa ông bỏ rùa sống vào. Sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị đồ sôi nung nấu đau không chịu nổi. Nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này, ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào bị rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng Ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại khích, thật giả man. Chưa hết, rùa đang hoàng hoại, đau đớn dãy chùa trong nước đóng, rồi chiều không nổi đổ nước sôi hành hạ dày vò. Muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là, nó đành vô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải diệt tiếp. Lúc này, vương tiên sinh tàn dẫn, lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu, rùa bỏng rác cả lồng, vội rút đầu xuống. Cảnh thọ thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rồi chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà vương tiên sinh đành tâm giết hại quá tàn dẫn. Rồi vương tiên sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền, thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn, thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa, vô phương đi xuống ông muốn chui ra cửa sổ để bảo tồn sinh mạng nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt cây tại đó vô phương tiến thoái ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến lửa dữ cháy tràn lan trên đất đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị đướng đóng thêm ông há to miệng gào thét kêu cứu Viện cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ sông cửa. Ông bị nước sối bắn vào miệng đau đớn, giống hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài sông không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, vương tiên sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của vương tiên sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng, quả thực không chối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào, thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là vương tiên sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng. Trong Kinh Pháp Cứu ghi, Yêu nghiệt mà gặp phúc, là ác kia chưa chính. Đến khi quả ác chính, thì tự thọ tội khốc liệt. Vương ti sinh nhận thọ quả báo, thực khiến cho người ta phải kinh sợ, cảnh ông chết thật là đau đớn khó khăn. Phải hiểu là, ta giết bất kỳ động vật như thế nào, thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh, hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.